Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đảng đã nhiễm trùng từ đầu trở xuống. Ngày 2 tháng 2, AFA Tiếng Việt có bài bình luận của blogger Đồng Phụng Việt. Cứ như bác dạy thì đảng liệt rồi. Tác giả nhận xét, Đảng Cộng sản Việt Nam đang kỷ niệm 94 năm ngày thành lập 3 tháng 2 năm 1930 đến ngày 3 tháng 2 năm 2024. Theo thông lệ, toàn đảng đồng thanh tụng ca truyền thống, công lao và sự ưu việt của họ. Tác giả dẫn lời bà Vũ Thị Kim Yến, phòng sưu tầm, kiểm kê, tư liệu thuộc khu du tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, được Vietnamnet đăng tải khẳng định: Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, đó là lời bác dạy. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Tác giả cho rằng, cứ nhìn vào thực tế hoạt động của Đảng trong vài thập niên gần đây, tự nhiên sẽ thấy dù không ngừng học tập và làm theo đủ thứ như tư tưởng, đạo đức, tác phong của bác. Nhưng đảng của bà Yến vẫn bị nhiễm độc toàn thân và kết quả phiên họp bất thường do Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13 vừa tổ chức ngày 31 tháng 1 chính là ví dụ mới nhất về tình trạng vô phương cứu vãn. Cứ căn cứ vào lời bác dạy thì sức mạnh của đảng không chỉ suy giảm mà đã toàn thân bất toại. Tác giả dẫn chứng, Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13 đã loại trừ tổng cộng 16 đồng chí mà trước đó Đảng từng khẳng định là tinh hoa của cả Đảng, lẫn của dân tộc và đã được lựa chọn cân nhắc kỹ càng. Những người này gồm 3 ủy viên Bộ Chính trị và 13 ủy viên Trung ương Đảng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tín nhiệm bầu vào rồi cũng đã được nhất trí để loại trừ. Tác giả lưu ý, ngoài 5 phiên họp bất thường mà mục đích chỉ là tụ tập để nhất trí loại bỏ, còn 4/8 phiên họp chính thức cũng có tiết mục nhất trí loại bỏ một số thành viên chính thức đang tại nhiệm. Như vậy, có tới 9 trên 13 dịp tụ tập của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 là để loại bỏ tinh hoa. Và đây là hình bano tuyên truyền học và làm theo lời bác. Tác giả bình luận khoan bàn đến các sai phạm chỉ xem cách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 loại bỏ ông Trần Tuấn Anh và ông Phan Việt Cường qua phiên họp bất thường mới đây. Ác sẽ thấy dù vẫn bi bô về học tập và làm theo mọi thứ từ bác, nhưng xét cho đến cùng, bác cũng chỉ được đảng dùng như pháp sư dùng bùa. Nếu đảng chấp nhận cho ông Trần Tuấn Anh và ông Phan Việt Cường thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu, thì chẳng khác nào công nhận các thành viên trong Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13, từ Tổng Bí Thư trở xuống, thua xa hai ông này trong việc học tập và làm theo mọi thứ từ bác. Tại sao chỉ có hai ông này tự giác nhận trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm và tự xử bằng cách xin từ bỏ các chức vụ, nghỉ hẳn, còn Tổng bí thư và toàn bộ những thành viên còn lại trong Ban chấp hành Trung ương khóa 13 vẫn bình chân như vậy? Và đây là hình một loạt quan chức dính vụ Việt Á. Tác giả thắc mắc, chẳng lẽ từ Tổng bí thư trở xuống không có bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm khi lựa chọn, sắp đặt, rồi xử lý kỷ luật 18 ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, trong đó có 3 ủy viên bộ chính trị. Theo tác giả, khi toàn bộ thành viên của ban chấp hành trung ương đảng nhất trí cho ông Trần Tuấn Anh và ông Phan Việt Cường thôi giữ chức với lý do như đã công bố, thì có khác gì xác định hai ông này tử tế hơn, xứng đáng hơn ông Nguyễn Phú Trọng và các ông khác. Bởi chỉ có hai ông này mới nghiêm chỉnh học và làm theo mọi thứ từ bác, biết nhận trách nhiệm chính trị của người đứng đầu vẫn theo tác giả dẫn ý bác xác định trái phép cậy thế hữu hóa từ túng chia rẽ kiêu ngạo là vi trùng rất độc chính là minh định rằng đảng đã nhiễm trùng từ đầu trở xuống tương tự dùng những ý của bác như sức mạnh vô địch của đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên để ca tụng việc xử lý kỷ luật thì chẳng khác gì xỏ xiên đảng đã liệt rồi Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đảng đã nhiễm trùng từ đầu trở xuống. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Cảnh báo nạn liên minh giữa bí thư và chủ tịch tỉnh để tham nhũng tập thể. Công cuộc đốt lò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được khởi xướng sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 năm 2016. Kể từ đó đến nay, công luận thắc mắc vì sao lò của ông Trọng đốt hoài, đốt mãi vẫn không hết củi. Cách thức xử lý kỷ luật của Tổng bí thư Trọng đối với ông Trần Tuấn Anh vừa qua, biến một kẻ mắc tội nghiêm trọng thành một kẻ vô tội thông qua việc cho phép chủ động xin thôi. Theo tinh thần thông báo số 20 ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị. Cụ thể, nội dung ghi ở điều 2, khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Theo đó, cán bộ tự nguyện xin nghỉ sẽ được miễn trách nhiệm hình sự và chỉ bị xử lý hành chính hay kỷ luật đảng. Và đây là hình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và bà Trương Thị Mai trong lễ bàn giao nhiệm vụ mới. Điều vừa kể khiến công luận tỏ ra nghi ngờ, đặt câu hỏi với ông Trọng và ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam rằng, chống tham nhũng hay tham nhũng là chủ trương lớn của đảng. Dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai từ năm 2011 đến năm 2016, cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã từng cảnh khóe ông Ba Dũng rằng, trước kia chỉ có một con sâu làm sầu nội canh, nay thì nhiều sâu lắm, nghe mà thấy xấu hổ. Không lẽ cứ để mãi như vậy, mai kia người ta nói là cả một bài sâu, tất cả là sâu hết. Vậy đâu có được, một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này. Công luận đánh giá về phát biểu này của ông Tư Sang rất đúng với những gì đang xảy ra hiện nay. Sau hơn 10 năm, ông Trọng giữ cương vị là người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam. Thậm chí vấn nạn tham nhũng ngày nay còn lớn hơn nhiều cả về quy mô và về tính liên kết có tổ chức. Đây là một vấn đề hết sức đáng báo động. Nhà báo Lê Thiếu Nhân trong bài viết Liên minh tham nhũng, bí thư, chủ tịch đã đưa ra những nhận xét rất đáng lo ngại khi cho rằng gần đây dư luận xôn xao về hai vụ bắt giữ liên tiếp. Vụ thứ nhất, hai quan chức đương nhiệm của tỉnh Lâm Đồng là bí thư tỉnh ủy Trần Đức Quận và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp đều bị khởi tố liên quan đến sai phạm dự án Đại Ninh. Vụ thứ hai, hai cựu quan chức tỉnh Bắc Ninh là nguyên bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến và Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đều bị khởi tố do mở rộng vụ án AIC. Và đây là hình cơ quan công an thu giữ tài sản của lãnh đạo trong một vụ án tham nhũng. Tác giả Lê Thiếu Nhân đánh giá, nghĩa là người đứng đầu tổ chức đảng và người đứng đầu chính quyền địa phương đã cùng phạm tội. Điều đó cho thấy, báo động về thực trạng đồng lưu tham nhũng, trường hợp cả Bí thư tỉnh Ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sáng bước ra tòa trong một số vụ án dường như không còn mang tính cá biệt liên quan đến những sai phạm của giới chức lãnh đạo tỉnh lâm đồng trong bài viết củi tươi lâm đồng tác giả phong lan đã xác nhận các ông trần văn hiệp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng và ông trần đức quận bí thư tỉnh ủy lúc đó đang nằm trong ban thường vụ tỉnh ủy chưa đầy một năm sau mới cũng lộ ra rằng họ ngoài là đồng chí thì đồng thời họ cũng là đồng bọn tác giả nhà báo Phong Lan đưa ra một nhận xét rất đáng lo ngại. Đà Lạt, Lâm Đồng vốn là nơi trưởng thành của bà Trương Thị Mai, nên ít nhiều cũng có nhiều gắn bó với lớp quan chức, đã cùng bà Mai đi lên từ tỉnh đoàn Lâm Đồng. Nếu củi Lâm Đồng tiếp tục bị đốt nhiều hơn nữa, có thể đoán được rằng trong hai năm tới, lớp đàn em của bà Mai sẽ bị quét sạch. Cuộc chiến ác liệt giữa quân xanh, quân đỏ đi tới hồi khốc liệt. Giới thảo tin cho biết, lâu nay bà trương thị mai được cho là bà trùm là tổng chỉ huy bộ máy chính trị của tỉnh lâm đồng điều đó liên quan gì đến việc gần đây hàng loạt các lãnh đạo cao của tỉnh lâm đồng đã bị bộ công an khởi tố bắt giam công cuộc chống tham nhũng ở việt nam đã và đang thất bại là điều không thể chối bỏ tổng trọng càng chống tham nhũng thì càng tăng về số vụ tham nhũng càng nghiêm trọng hơn về mức độ quy mô và có tổ chức và đây là hình Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Đó là nguyên nhân vì sao sau hơn 8 năm đốt lò, bây giờ lại để ra tình trạng hầu hết ban lãnh đạo ở các tỉnh hiện nay đã hình thành liên minh tham nhũng với sự cấu kết của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh với sự tiếp tay của hệ thống đàn em cấp dưới. Chống tham nhũng phải áp dụng biện pháp theo xu hướng chung của thế giới là thượng tôn pháp luật, tư pháp độc lập, báo chí tự do và các tổ chức xã hội dân sự tham gia giám sát việc chống tham nhũng. Nhưng Tổng Bí thư Trọng là người điều hành cơ quan chống tham nhũng trung ương mà chưa chống tham nhũng đã chủ trương chống tham nhũng là ta tự đánh ta hay đánh chuột sợ vỡ bình rồi cần phải mở đường cho đồng chí của mình rút kinh nghiệm vân vân. Với mục đích để cứu các lãnh đạo tham nhũng là vây cánh của ông Trọng. Đây là một vấn đề cực kỳ nguy hiểm và nó sẽ phá nát chế độ trong một ngày không xa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cảnh báo nạn liên minh giữa bí thư và chủ tịch tỉnh để tham nhũng tập thể Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới